20 hả? Được không? Ờ thấy để 15 hả? 15 20 con ăn sao cũng được. À, 15 dạ. Ha. À, lái con của 15. Ừ. Dạ. Đi ngang qua cái xe bánh mì 15 ủa, ngàn này thấy ghé vô mấy lần rồi, bữa nay mới ghé vô ăn đây. Yeah. Đây bữa nay năm Tết rồi. Đây bán xuyên Tết rồi cô. Bán suốt luôn coi. À bán suốt luôn. Ờ quen. Trời. Nhìn cái xe bánh mì 15 ngàn nhưng mà nhìn hấp dẫn lắm đó. Dạ. Đi đâu nữa bán tiền con. Dạ. Cho con đông lắm. Con tới 7 đứa mà đâu có được, nó già, nó nghèo hơn mình nữa. À 7 đứa hả? 7 đứa con. Dạ. Mà nuôi đứa con hiện tại cháu đi học đại học luôn. Giờ nuôi cháu luôn. Trời. Tại vì cha mẹ nó gây lộn mà bỏ lại nó đem đi cho người ta. Ôi rồi bà mới thấy vậy tội nghiệp. Tại nó khùng khùng rồi vợ có chồng ấy, nó lấy vô bé. Từ 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 từ. Ủa vậy là bao nhiêu tuổi rồi? 20 20 rồi. 37 mấy tuổi. Còn coi đứa con gái cháu ngoại thì bảy 20 tuổi. À 20 tuổi. Này là mấy giờ mình ra mình bán? Dạ 5 giờ rồi. Dạ đây con. 5 giờ là ở ra bán rồi. Hồi đó ở đây. Sớm giờ hả? Hồi đó bị đồng nè, cha sanh mẹ đẻ ở đây luôn. À ở Kỳ Đồng bây luôn. Giờ bà trẻ tỏ bà phải vô quận 12. Ôi, vô tốt quận 12 trong đó dạ. Rồi sáng chạy ra đây. Sáng chạy ra đây chứ giờ hai vợ chồng xong rồi. Dạ. Khổ lắm con. Chứ bình thường đi ngang qua đây ha, 75 tuổi rồi đó con. À 75 tuổi rồi. 75 tuổi. Ồ. Chồng thì ổng bị miệng phải đi bán. Ông dạ. Bị mổ hết cái hàm đó mới bán hết chứ bệnh lên mình xuống hoài. Ồ vậy ha. Dạ. Nhưng mà con thấy ở cái chả này nè, sao vừa cứ ghim vô mấy cái cây tâm nè. Mấy ghim gì để cho khỏi đổ. À, để cho nó khỏi đổ hả? Nè gì là lắc không đổ chứ bán dạ, dạ, rồi dạ. Cái mình cào cày gì nè, lắc dạ. Gì cái nó rớt. À. Đừng sao mà chả đem ghim mấy nè, ta ra là để lắc cái khỏi đổ. Chứ này nè, lắc gì là nó rớt liền, đó mình bán thì phải lắc rồi. cái bơ này nó còn cái trong cái mía trong đó là gì? Mía trong là cái hộp để nó đừng chảy dầu. Cái này là kỹ thuật không có chảy dầu. À, hay. Nếu mà mình không để là mình để xuống là chảy dầu liền. À. Dạ, dạ, tại dạ. Vì cái đất dưới cái này nó ẩm. Để lên là chảy dầu hết. À hay ha. Bởi vậy cũng có kỹ thuật đó. Con tên chi vậy? Dạ. Cái kênh con phố bụi đi ngang qua đây mấy lần rồi dạ. Thấy cái xe bánh mì 15 ngàn cũng nhìn tắt mai hai. Đây có ốp la này, bánh mì chả, bánh mì thịt. Ốp la thì 12 ngàn, 2 trứng. 12 ngàn, 2 trứng. Dạ. Rồi đến bánh mì cá này nè, hết rồi sao vậy? Bánh mì cá này đúng không? Dạ, cá. À, đây cá. Xí mại. Cá, xí mại. Ủa xí mại đâu con lấy? Tết mình không có lấy xí mại, tại vì xí mại mình để không có ngon. À. Làm không ngon. Dạ. Tết ra để Tết bình thường mình bán xí mại được. Còn giờ Tết người ta ăn ta ngán rồi. Dạ. Ta không ăn tinh tâm. À, dạ đúng rồi. Ờ, okay. Mà mình để là ngày nào hết ngày nấy. Rồi bánh mì chà bông nữa nè. Đó, chà bông. Đó, cái xe bánh mì 15 ngàn trên cái ngã tư đường Trương Đình Di Đông. Dạ. Ngày nào cũng bán cái gì ha? Bán xuống luôn con ơi. Ngày Tết cũng bán luôn. Chưa có gia đình mà giờ có chồng 7 đứa con rồi mà vẫn không còn bán. 75 tuổi còn lớn hết rồi ha. Rồi, còn cháu hết rồi. Dạ. Có nuôi đứa cháu, hai cha con, mẹ con á. Giận lộn rồi bỏ dạ. Rồi giờ mà nó bị khùng khùng rồi. Dạ. Rồi bác phải nuôi. Trời ơi. Nó dạ nuôi hết con rồi bây giờ tôi nuôi tới cháu. Dạ. Nhiều người cũng nói ở đây quen á. Trời ơi bà khổ quá rồi bà chưa sướng hả? Nó thôi kệ chứ giờ bỏ cháu mình đâu. Dạ đúng biết rồi. Người ta có thương không? Người ta đánh nó đập nó mình chịu không nổi. Dạ biết là bây giờ biết bỏ cho ai. Dạ còn hơi sức nhiều làm nuôi cháu. Nuôi cho nó ăn học chứ để bán như bác thì khổ lắm con ơi. Khổ quá, ví dụ như ngày bán khoảng được mấy trăm bữa. Trăm mấy hả? Đó là nhiều quá. Bây giờ bán được 100 nữa rồi. Dạ. Tại vì giờ người ta xe ra Hà Nội rồi các bạn. Mới ra mì Hà Nội đó. À, ra bán ép mình lắm. Kia kia ha. Ờ, tại ta ra lò, ta ép. Cái ba tê đó là mình lấy như mình làm. Làm hết á. Này mình cũng đánh luôn. Cái ba cũng đánh luôn. Cái này mình cũng làm luôn. Chà bông làm luôn. Dạ. Ồ. Gà thịt. Chắc là nè.
chứ giờ mình làm người ta làm mặn lắm, có muối. Dạ. Làm mặn qua bán còn mỗi bữa nay bán có mình nữa con. Ông xã, ông đi về ông lấy đồ lên rồi lấy bơ đồ lên. À dạ. Ông đem lên. Ngày nào cũng phải đánh hết á. À. Phải chạy về tuốt quận 12. Dạ. Rồi quận 12 rồi mới chạy ra đây. Ở ngã tư ga. Dạ xa, chú nhà cho ngã tư ga xa. Tại nó giờ mình bán đi quen. Dạ là chuyển gì đó lâu chưa con? Dạ lâu rồi, ở 20 năm mà. À, ở 20 năm rồi. Dạ, lâu lắm rồi. Mướn nhà mà. Dạ. Tại vì giải tỏa ở đây là nhà bắt có nhỏ xíu à, lớn đây à, mà đền bồi thường có 50 mét vuông à. 5.000 mét vuông. Lâu lắm rồi. Dạ, xe bánh mì 15.000 ở trên ngã tư, ngã tư Trương Định Di Đồng nha mọi người. Ở đây thuộc quận 3. Ở ngay quận 3 mà vẫn có một cái xe bánh mì 15.000. Khá là hấp dẫn luôn. Cái bữa nay là mùng năm Tết cho nên là cái lượng khách nó không đông đâu. Chỗ nào cũng vậy. Cũng có những cái điểm ăn nó đông nhưng mà những cái xe bánh mì vậy thì nó cũng không đông lúc lắm như những ngày thường nè. Dạ đúng rồi. Con đông quá mà. Vậy là bây giờ hai ông bà là ở với đứa cháu ngoại. Đứa cháu ngoại. Con ơi. Vậy hả? Chùa. Bữa làm đơn xin phường cho sao rồi mà giờ không cho. Nói là thấy mình lớn tuổi đó con. Phường nói để cho con đứa cháu đi làm á. Về cho. Ê, mọi người ơi, cái ổ bánh mì 15.000 ở đây okay, có đầy đủ hết luôn. Trà bông, chả, rồi có thịt, có rau dưa, có ba tê, có ba. Hấp dẫn quá. Rồi mời cả nhà dùng bữa sáng ha. Bữa sáng ở đây, bữa đây mùng năm Tết cho nên cái ngã tư này còn vắng lắm. Nó không có tấp nập xô bồ nhưng ngày thường ở cái ngã tư này cũng đông lắm. Bảy mươi lăm tuổi nè, bán cả ngày quá vậy. Yêu là mấy giờ bác nghỉ? Dạ ở đây 3 giờ nghỉ rồi. 3 giờ tại chiều ra bán rồi. Ừ. Tại hồi xưa mình ở đây mình bán trước nhưng mà tại mình già mình bán không nổi 2 buổi. Dạ. Bán bị 1 buổi. Thì bà ở bà thì ăn không? Không thì đi mổ hàng rồi bóc hết hàm dưới rồi. Rồi bán vừa lo nó vừa lo cuốn á thì nó không dám nghỉ. Vậy là bán từ 5 giờ tới 3 giờ, 2 giờ chiều, 3 giờ chiều nghỉ? 2 giờ nghỉ. 2 giờ chiều nghỉ. Ghế thì 3 giờ. Dạ. 5 giờ tới 2-3 giờ chiều mày. Đầy đủ. Có gì chuột cũng có ớt 3 món thôi. Má đừng thích bơ mà. Quên. Lớp dưới đầy đủ. Đừng có gì chuột. À. Chị à? 15 ngàn. Không lấy dưa chuột, nó ngon không? Đúng rồi, ngon. Ớt? Không. Yeah.
bơ ba tê luôn không con? Không bơ. Không bơ ba tê. Không bơ có bơ tê. Ủa, 2 trứng 12 ngàn. Tắt ga chứ, chưa tắt ga hả? Ờ, quá xe. Cây massage, cây gãy lưng, lông não, cây nhíp cả mi, cây móc bắp tay, cây nặng mụn, cây cạo gió, cây cạo râu, cây cạo lưỡi, móc phá hay nóc, móc phá hoàn lơ. Em cháu rất mong sự ủng hộ của ông bà, của anh chị. Em cháu là nhiều người thở em cháu đi động của anh chị làm ơn chỉ đường dùm. Em cháu xin chân thành cảm ơn. Lấy 2 trứng đi coi tính tiền. 2 trứng rồi ha. Dạ dạ. Dưa leo, ngò, dưa da ớt mà mình lấy được chưa? Một kia cũng vậy. Hôm nay em cháu đến đây rất mong sự ủng hộ của ông bà quá một kỳ. Mình ủng hộ cho mình một giờ nắng hàng một tình thương mến thương. Mình giúp đỡ mình một vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Em cháu xin chân thành cảm ơn. Ấn quẹt ra bao cây mười ngàn. Mười ngàn ba cây bút bi, lưới rửa chén, cốt cà son, tâm bông, tâm sẽ răng, bàn chải đánh răng, bàn chải trà sư, cây massage, cây gãy lưng, lông não, cây nhíp cả mi, cây móc lấy tay, cây nặng mụn, cây cạo gió, chưa. Dạ.
vừa ăn xong luôn.